Chào cả anh em nhá. Hôm nay thì chủ đề về Mark hơi nhiều. Nó thực sự thì hôm nay bây giờ là chủ đề mình đang nói đang được tranh cãi rất nhiều trên mạng, và đây có lẽ là một chủ đề cũng không phải ai cũng dám nói. Đó là hôm nay có một bạn khách hàng, bạn gọi điện thẳng cho nhà mình, bạn hỏi một câu hỏi như này. Cho em hỏi là hiện nay em thấy một số dòng sản phẩm MacBook trên thị trường mà người ta gọi là hàng không rõ nguồn gốc. Em có hỏi một số chủ cửa hàng thì họ bảo đây là hàng báo đỏ. Và cho em hỏi hàng báo đỏ là gì và không rõ nguồn gốc ra sao, tại vì sao mà nó rẻ hơn trên thị trường khoảng 5-6 triệu. Cho em hỏi liệu hàng này có đáng tin, đáng để sử dụng hay không. Nói thưa các bạn là trong nghề cái này, nếu mà mình nói cái chủ đề này thì cũng là một chủ đề khá nóng trên thị trường, nhưng mình nói thực sự thì nếu bán hàng nói thẳng chẳng có vấn đề gì cả. Thưa các bạn, thì mình giải thích chung hàng báo đỏ là hàng như nào. Hàng báo đỏ đó là hàng được Apple xóa bỏ toàn bộ, nói chung được thì không đúng, mà bị Apple xóa bỏ toàn bộ thông tin, nội dung của chiếc máy này trên trang chủ của họ. Có nghĩa là trên các dòng sản phẩm MacBook hay bất kỳ dòng sản phẩm máy tính, laptop nào thì đều có. Trên MacBook thì nó gọi là email, còn trên các dòng laptop Win thì nó gọi là Servitab. Email để làm gì? Nếu chúng ta trên Apple, chúng ta sẽ có email, chúng ta check thông tin, còn gọi là xuất xứ của cái máy. Một số dòng sản phẩm mặc dù rất mới trên thị trường, 1-2 lần sạc, có những dòng sản phẩm cũng khá là nhiều dần sạc, và cũng có thể là những dòng sản phẩm mới mà tại vì sao check thông tin lại không có, thì mình sẽ có các nguyên nhân mình nói thẳng với các bạn như này. Hàng không rõ nguồn gốc thì ở Việt Nam nói vui gọi là hàng trộm cắp, bởi vì trộm cắp thì người ta xóa thông tin rồi. Hàng ở nước ngoài thì nó có rất nhiều kiểu. Kiểu đầu tiên và mình đã biết đó là hàng mua kiểu dạng bảo hiểm, bởi vì thế giới rất rộng và ở nước ngoài tư bản họ rất nhiều trò. Đó là khi mua một chiếc máy này, sản phẩm họ sẽ đóng bảo hiểm. Đóng bảo hiểm khi mất thì sẽ được các store hoặc các công ty bảo hiểm đền cho một chiếc máy mới hoàn toàn. Và cũng có trường hợp là công ty người ta mua toàn bộ một dãy hàng trăm cái máy này cho nhân viên dùng, nhưng vì một lý do nào đó nó bị bán ra ngoài, và cũng có thể thông báo bảo hiểm đền cho tôi những chiếc máy này. Thì những chiếc máy bị ăn cắp hoặc bị bán ra ngoài, khi báo đến bộ phận bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ báo đến công ty của Apple, xóa toàn bộ những email của những chiếc máy này trên hệ thống. Nếu như những chiếc máy này mang đến trung tâm bảo hành sẽ bị từ chối, có nghĩa là Apple sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành dòng sản phẩm không có trong hệ thống. Đấy. Trường hợp thứ hai đó là những chiếc máy này được ăn cắp từ nước ngoài về. Mình khẳng định và mình cũng dám nói luôn, dòng MacBook về Việt Nam cũng như cả iPhone hàng ăn cắp rất nhiều. Bởi vì ở nước ngoài thì thực ra những chiếc máy này 50-60 triệu ở Việt Nam hoặc 30-40 triệu ở Việt Nam thì nó rất to, nhưng ở nước ngoài thì nó chỉ là vài bữa ăn sáng thôi. Mình khẳng định ở các nước tư bản nó là như vậy. Họ quăng cật khắp nơi. Và những chiếc máy này được những dân gọi là, ở nước ngoài gọi như là ABC, gọi là dân nhảy móc túi ăn cắp, thì mình nó tóm lại mình không nói, nó cũng giống như ở Việt Nam thôi. Nó ăn cắp khắp nơi và nó sẽ có các đầu lậu từ nước ngoài gom về bán lại các thị trường châu Á, Thái Bình Dương, hoặc cũng có thể các nước nào đó, hoặc có thể là ở cửa hàng mình thôi ạ. Nó có những trường hợp này có thật, không phải là không có thật. Còn mình nói luôn về chất lượng thì nó như nào. Thưa các bạn, là nếu nói về chất lượng thì những chiếc máy này hoàn toàn do Apple họ sản xuất. Nó đủ tiêu chuẩn chất lượng dùng được, bởi vì đây nó chỉ là những cái hàng không rõ nguồn gốc thôi. Nếu như các bạn mua dòng những dòng sản phẩm này thì các bạn phải hoàn toàn tin vào cái thằng bán cho các bạn. Nó bảo hành cho các bạn như nào, nó cam kết ra sao. Còn bản thân của mình thì cũng có rất nhiều những trường hợp sách đến những cửa hàng mình bán, check thông tin hoàn toàn không có. Và mình hoàn toàn đủ khả năng kỹ thuật để mình test chiếc máy này nó thuộc dạng như nào. Còn nếu mà các bạn test, nếu hàng báo đỏ kiểu dạng như báo bảo hiểm ban đầu ấy, thì nó hoàn toàn có thể sử dụng bình thường, nó không vấn đề gì cả. Nếu như ông bán hàng cho các bạn mà rẻ, tôi cho là cái máy khoảng 50 triệu đi, bán cho các bạn 40 triệu thì có nghĩa là rẻ nó khoảng 10 triệu. Đồng nghĩa là việc rủi ro các bạn nó sẽ cao hơn. Nếu như người ta bảo hành cho các bạn 1 năm, giống cam kết là những sản phẩm không sửa chữa, không thay thế những cái linh kiện kém vào, thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể mua được, bởi vì nó rẻ đến 10 triệu. Còn nếu như các bạn những dòng sản phẩm này các bạn mua mới hoặc là còn bảo hành, các bạn lên Apple mình khẳng định luôn sẽ bị từ chối, các bạn sẽ không được bảo hành gì. Mà đây các bạn hoàn toàn phải tin người bán và người bán phải bảo hành cho các bạn. Còn nếu như những dòng sản phẩm này mà báo đỏ, nếu như các ông mà bán kiểu dạng ngắn, có nghĩa là bảo hành bao test rồi các bạn, nếu các bạn không có đủ kỹ thuật và nó không rẻ hơn nhiều, thì theo như mình các bạn không nên mua. Nói thẳng với các bạn nhé, đồ này rất là đắt.
bản thân những người bán của những dòng sản phẩm này, nếu có mua báo đỏ hoặc mua những nguồn gốc xuất xứ ở bên ngoài về, họ cũng phải bán với giá lãi rất nhiều thì mới dám bán. Tại vì sao là như vậy? Bởi vì rủi ro nó chịu hết mà. Một chiếc màn hình của phiên bản 2016 nếu không may bị lỗi, giá của nó lên đến 10 triệu đồng. Một chiếc bàn phím nếu không may phải thay thế, giá của nó thay thế lên đến 4 triệu đồng. Một quả pin nếu phải thay thế cũng phải một vài triệu. Còn nếu một cái bo mạch chủ này không may lỗi, giá của nó lên đến 15-20 triệu là chuyện hoàn toàn bình thường. Chính vì thế nếu anh em mua những dòng sản phẩm này, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm mà mới ra mắt gần đây mà những dòng sản phẩm đắt, thì chúng ta cũng phải lên nghiên cứu là có nên mua hay không nên mua. Và theo như mình, nếu các bạn có mua thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái cửa hàng này bán họ có dám cam kết và họ bảo hành có uy tín hay không. Còn nếu họ bảo hành uy tín, rẻ được nhiều, cứ mua đi. Dùng lỗi thì đem họ bảo hành, còn nếu chúng ta ngại thì chúng ta vẫn có thể mua bảo hành của họ. Còn thường một gói bảo hành này trên Apple, kể cả bản thân của mình bán nhé, nếu các cửa hàng bán họ trung bình họ sẽ bảo hành là 150.000 một tháng. Nếu các bạn sợ thì chúng ta sẽ mua gói bảo hành. Họ dám bán cho các bạn luôn 150.000 đến 200.000 tùy cửa hàng nhé các bạn nhé. Còn đồ cũ trên thị trường thì đã chấp nhận mua thì chúng ta phải hiểu rõ về kiến thức của cái máy, hiểu rõ về cách test của cái máy và hiểu rõ về phần cứng của nó thì các bạn mới dám mua. Còn nếu như không có một chút kiến thức nào cả thì theo như mình cứ mua mới dùng cho an toàn. Đấy, nó đắt hơn khoảng 10 triệu, 20 triệu thì cũng cắn răng mà mua cũng được. Nhưng mà các bạn nhận được cái phục vụ tốt của hãng, có nghĩa là lỗi các bạn sẽ được đổi mới. Còn nếu mà như các bạn mua rẻ thì đồng nghĩa việc rủi ro các bạn nó sẽ phải cao hơn thì các bạn phải chấp nhận. Còn nếu bản thân kể cả tôi, nhà tôi cũng có bán những dòng sản phẩm nó như thế thì phải nói trước với khách hàng. Sản phẩm này mua ở nước ngoài không rõ nguồn gốc đã bị Apple xóa chẳng hạn và check trên trang chủ của nó không có. Nó phải rẻ hơn 5 đến 10 triệu thì mua. Còn không rẻ hơn thôi không mua. Đây là một cái điều nói chung là mình dám nói ra thế này là cũng động chạm đến tương đối nhiều người, nhưng mình chẳng có gì cả, bán hàng dám cam kết thì chả có gì mà không dám nói. Đấy. Còn nếu mà nói về chất lượng thì nó hoàn toàn như sản phẩm ban đầu của Apple, nó không có cái gì khác cả. Nhưng các bạn phải biết kiểm tra. Còn nếu như dòng sản phẩm mà nó kiểm tra mà thay thế mà đồ lởm mà những dòng sản phẩm này thì nó chết đấy, rất là đắt tiền. Chính vì thế anh em mua rất là kỹ, phải kiểm tra rất kỹ. Đấy, phải tìm hiểu. Còn một số kiểu dòng sản phẩm MacBook cũ chẳng hạn, những cái liên hạn mà dưới 2015 thì những cái dòng sản phẩm báo đỏ như này thì theo như mình nó cũng không phải là quá quan trọng. Bởi vì những dòng sản phẩm này ở nước ngoài một số máy đã bị clear, có nghĩa là hết bảo hành của hãng. Còn nếu mà thông tin mà check ở trên trên trang chủ mà không có thì cũng nó cũng chả có cái gì, nó cũng quá nghiêm trọng cả. Còn nếu mà những dòng sản phẩm mới mà chúng ta đầu tư khoảng 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu là phải suy nghĩ. Còn dưới khoảng 25 triệu đổ xuống thì cho phép dùng sai. Nếu kiểm tra không có thì kiểm tra kỹ, máy không dính nước, máy vẫn linh kiện đảm bảo, pin dùng còn tốt, màn hình không bị đốm, chế độ bảo hành tốt thì chúng ta vẫn có thể mua được. Bởi vì rủi ro như thế thì chúng ta cũng không phải lo nghĩ cho lắm. Bởi vì những dòng sản phẩm cũ thì thường thay thế các linh kiện nó sẽ rẻ hơn. Còn hôm vừa rồi thì các bạn có hỏi mình là dòng MacBook như này thì lên mua liên hạn bao nhiêu, thì mình nói thẳng với anh em, một cái máy đắt hay máy rẻ thì bao giờ nó có liên hạn sử dụng. Thường thì chúng ta sẽ dùng trong liên hạn từ 5 đến 7 năm, còn cũ quá rồi thì thôi các bạn ạ. Chứ một số hôm qua có một bạn mình cũng nói khá thẳng, bạn hỏi mua con MacBook 375 đời 2010. Bạn hỏi là tôi đang thấy cửa hàng bán 6 triệu thì cho tôi hỏi là có mua hay không. Mình trả lời luôn là phí tiền là mua. Ông đấy có vẻ như là hơi sốc. Và có một thế là ông hỏi sang con 15 inch mà tôi thấy con 373 đang bán thấy i7 cấu hình rất cao SSD, họ bán có 8 triệu chị có mua hay không. Mình bảo mình trả lời luôn phí tiền vào mua. Thế là ông này nghe có vẻ hơi bất bình tĩnh, chắc là nghĩ là mình không bán nên mình trả lời như vậy. Thưa các bạn, là mình đấy là mình nói rất là thẳng, dòng 15 inch đến tầm bây giờ thì hầu hết nó đã bị lỗi rồi. Lỗi ở đây là lỗi gì? Lỗi thời. Lỗi ở đây là lỗi gì? Lỗi phần cứng. Lỗi ở đây là lỗi gì? Đó là không đủ, cái máy nó không đủ tiêu chuẩn để chạy những cái phần mềm mà Apple đang phát hành. Nó cũ quá, nó chạy có thể chậm. Và phần cứng cũ quá có thể lỗi, ví dụ lỗi pin, lỗi cạc hình. Đấy. Có nói ra 6 7 triệu cũng là tiền, nhưng mua về không dùng được thì mua làm cái gì? Còn đã xác định đồ dùng của Apple thì chúng ta phải bỏ một cái giá thành tầm tiền nó cao. Còn nếu mà dùng ngon lành MacBook Air chúng ta sẽ dùng liên hạn từ 2013 thì chúng ta bỏ ra từ 13 đến 15 triệu, thoải mái dùng cho 3-4 năm. Xác định mua MacBook Pro phải mua các liên hạn từ 2, nếu mà các phiên bản 13 inch thì có thể mua 2012, các phiên bản 15 inch mua từ 2013 đổ lên. Đấy, là dùng là hoàn toàn ok, ngon lành, thêm một vài năm lỗi hỏng tính tiếp. Và bây giờ thì thôi, chém gió anh em hôm nay cũng hơi nhiều về phần MacBook rồi. Thân chào anh em và hẹn gặp lại.